nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định công nhận và công bố 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, gồm xã Hòa Ninh, Hòa Trung, Gung Ré, Đinh Lạc, huyện Di Linh, Đạ Tồn, huyện Đạ Oai, Quảng Trị, huyện Đạ Tẻ, Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương. Theo Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2010 đến nay, địa phương đã huy động khoảng 34.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp chiếm gần 30%. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích thu hoạch của người dân trên địa bàn hiện nay đạt trung bình 140 triệu đồng một hecta một năm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 43.000 hecta diện tích sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chiếm 15,9% diện tích đất canh tác. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ hiệu quả với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như y tế, giáo dục, tín dụng, nhà ở được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 12,6% vào năm 2010 xuống còn dưới 2%. Nhờ đó, tiến độ xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. Đặc biệt với sản phẩm du lịch nông nghiệp tham quan trải nghiệm với các trang trại rau hoa, chè, cà phê, bò sữa, v.v. ở vùng khí hậu ôn đới của Đà Lạt và vùng phụ cận. Trong năm 2016, đã góp phần thu hút 5,4 triệu lượt khách du lịch.